Dạ, lời nói đầu tiên cho đầu trọc vlog xin mến chào đến quý ông bà, cô chú và anh chị. Thì, hôm nay em muốn chia sẻ về cái thông tin và một cái idol đột ngột cũng đã qua đời, một cái idol mà một năm năm 90 năm 99 tới giờ em rất là ngưỡng mộ. Nhưng anh chị, đó là vua nhạc chế anh Tùng Chùa cũng đã đột ngột qua đời ở tuổi 57 đó anh chị. Thì ngày hôm nay là tại vì anh Tùng Chùa ảnh là vua mà ảnh là chế những cái bài nhạc mà ở ngoài anh em ngoài xã hội thích nghe, và giống như cuộc đời của mọi người, giống như cuộc đời của những anh em đã xa cơ và lầm lỗi. Thì anh hát những cái bài hát và anh tự sáng tác ra những cái bài mà nhạc chế của anh chị, cho nên là ở ngoài đặt cho anh là một cái biệt danh là vua nhạc chế, đó là anh Tùng Chùa. Nhớ quý bà của chính trị thì anh Tùng Chùa thì khá là nổi tiếng ở trên cộng đồng mạng, và anh sáng tác chế những cái bằng nhạc và anh đàn rất là hay. Thì anh em ngoài xã hội, không phải là anh em ngoài xã hội đâu, tất cả những cái anh em mà nếu mà ai xem trên mạng hoặc là thập cái năm mà 99, 2000, 2001 đó, chị sẽ biết cái anh Tùng Chùa. Hiện tại bây giờ cũng rất là nhiều người đã biết đến anh cũng đàn những cho những người khá nổi tiếng để mà ca hát giúp vui những cái khi mà cái trong một bữa tiệc, chẳng hạn như anh Hiệp Đen nè, với nói chung là rất là nhiều quý chị, rất là nhiều anh em ngoài xã hội để mà mời anh đến để mà giúp vui ca hát những cái nhạc đó cho quý bà quý chị. Thì hôm nay ảnh cũng đột ngột qua đời vì cái chứng bệnh tiểu đường. Thì anh sở thích của anh Tùng Chùa đúng không chị, ảnh là thích, rất thích là uống về nước ngọt xì tin hay là number one gì đó. Thì ảnh rất lũ người nhà cũng khuyên ảnh, khuyên ảnh là mình có chứng bệnh đó thì không nên uống nước ngọt, đó là một sự thật. Nhưng mà ảnh này rất thích. Thì ảnh những năm mà ảnh còn trẻ đó thì ảnh đi lang bạt ở ngoài xã hội, và ảnh không may và vướng vô cái đường lao lý. Thì khi vô trong đó đó thì anh về ảnh ngẫm nghĩ ra và ảnh sáng tác những cái nhạc chế, và ở trong khám đó anh chị, ảnh sáng tác rất là nhiều bài, rất là nhiều luôn. Thì hôm nay em cũng chân thành và thật sự em gửi đôi lời đến gia đình anh Tùng Chùa anh chị, thật sự chia buồn. Rồi clip này em đưa lên tại vì bây giờ khi mà em mới vừa nhận thông tin từ anh em ngoài xã hội cũng gọi cho em nói là anh Tùng Chùa cũng là qua đời. Nhưng anh chị thì lễ động quan là lúc 10 giờ tối nay, thì em không thể nào đến được tại vì khi hôm nay em đi quay quá nhiều, mệt, rất là mệt. Thì ngày mai em đến đó để mà em cố gắng em chia sẻ và cho cô chú chị mình xem về cái. Nhưng mà cái thật sự ra là ngày mai cô chú chị khá là nhiều để mà anh em ngoài xã hội đến rất là đông luôn. Thì khi mà hồi chiều á, em mới nhận được cái cuộc gọi của người em ngoài xã hội gọi cho em là nói là chú Tùng ảnh đã qua đời. Thật sự ra thì em không tin thật. Khi mà em gọi điện lại thì nó xác minh là đúng là như vậy. Thì khi mà em lên YouTube và em gõ anh Tùng tên anh Tùng Chùa đã qua đời đó, thì thực sự ra mà khi mà nổi rất là nhiều nhiều anh em cũng đã đến đó làm phát trực tiếp. Thì hiện tại bây giờ em không thể nào em đi, tại vì quá xa, từ nhà em đi tới nhà anh Tùng Chùa cũng cũng xa. Thì ngày mai em sẽ cố gắng tới đó để em chia sẻ và đến chia buồn và động viên gia đình của anh Tùng và chị Anh. Thì clip này em gửi đến cho quý bà của chính trị những thông tin thực sự là một đáng buồn cho anh em cũng đã từng quen biết nhau. Như anh chị em với anh Tùng cũng đã từng quen biết nhau, cho nên là thực sự ở đây là em gửi lời chia buồn đến cho gia đình anh Tùng. Em cũng không biết nói gì hơn. Thì clip này em nói cho quý ông chị và thông tin một cái idol, một cái
idol ngoài xã hội không may đột ngột qua đời, đó là Tùng Chùa. Rồi clip em cũng xin kết thúc, em làm ngắn thôi nhé anh chị. Rồi ngày mai cô chú anh chị nào xem tiếp tục ủng hộ và em đến đó để chia buồn cùng gia đình anh, để mà quay những cái video để chia sẻ đến cho quý bà quý anh chị mình xem, và có thể là em túc trực ở nơi đó anh chị, em ở túc trực bên đó và chia sẻ, gắn cố gắng chia sẻ. Và thực sự không biết chi hơn, thực sự xin chia buồn cùng gia đình anh Tùng. Em cũng nói hơn thôi, clip em làm ngắn anh chị. Mong cô chú anh chị bình luận để mà tích cực hơn, để cho em và gia đình của anh Tùng Chùa đó. Cho nên những cái mà cho cái tích cực hơn để bình luận, để cho linh hồn của anh về nơi cực lạc anh chị ha. Dạ clip em đến đây xin kết thúc anh chị. Bye của những chị nha.